chưa? Báo 7 triệu. Không không chưa chưa bắt tay à? Đây, cán bộ này xuất tướng này lại bắt cây rồi. Cán bộ Hải không. Nhìn kiểu giống giống như lá móng nhỉ? Lá đẹp, quê lá đẹp. Quê lá được. Quê hết lượt chưa? Chưa. Hết lượt thì đã ngồi uống nước rồi. Vướng quá, hết quay rồi. Vướng quá. Úi trời. Đấy. Ok được, thế là cây này ông báo giá bao nhiêu thì quên mất, chưa hỏi. Chưa. Ra. Về anh đi đâu? Giá đẹp. Bán chưa? Ok đấy. Ông ngọt mai. Nóng đây. Thằng Tân thích quá, nó nhiều tiền, Tân sợ. Thế nào? Tân mà sợ. Ông muốn bao nhiêu cây này? Cây này về làm đây đẹp đấy. 8 triệu. Làm bóng. Ghê lạ cây đấy. Có cây này về ông ấy làm đá lên thì đẹp đấy này. Có cái mảng này nó lạ trồi lên cây đẹp, nói chung đẹp như trồi lên lạ cây đấy. Nhưng bây giờ bắt đấy, bao nhiêu tiền đấy? Dạ. Bao tiền đấy? Quay đi. Đang quay đây, đang hỏi tiền đấy. Hôm trước chả quay cái này rồi thì quay chưa? Quay rồi. Cái này bao tiền đấy? Cái này em bán 45 triệu. 45 triệu. Đấy. Đấy. Cái gì đẹp hết này nhỉ? 45 triệu. 45 triệu. Nhưng mà sáng nay đã có bổ sung vitamin chưa? Ôi, phải sáng người, sáng xe đầy đủ, rõ ràng. Không không thấy mùi thơm lắm. Hả? Này chưa tới rồi không thấy thơm. Chưa, đã tới đâu vậy? Không thấy thơm. Không thơm. Vâng, xin chào. Vâng. Đấy. Phải làm thêm vài bi nữa đi. Không phải ra về nhà đâu. Có. Hôm trước có quay cái này rồi. Nó đang nốt cái kia kìa không ạ? Đẹp, vẫn đẹp. Ôi. Quá đẹp nha. Yeah. Đấy, bệ xi này, bệ xanh này, nó gọi là không có đấu thủ. Bệ xanh đẹp như thế này không có đấu thủ. Không có đối thủ. Không có đối thủ, bệ xi đẹp như thế này. Chụp cô cầu bại. Đấy, này. Ôi, gốc bồ ngọn chỉ nhá. Thế là xanh Nam Điền. Không có đối thủ là bao tiền đâu? Hả? Bao tiền? Cái này ạ, 6 triệu. 6 triệu. Còn đéo đâu mà em ơi. Còn cái xi này 9 triệu. 9 triệu. Đấy. Đẹp như này. Ôi, có cổ gọn chỉ. Đúng là thế còn cái này có phải có cái này 3 triệu rưỡi, 3 vai đấy. Quá đẹp. Cái 3 vai đấy. Anh lên ra ngày chiều dự án. Thế còn cái này? Cái này 10 triệu. Gọi cô anh đi làm một làm. Đây Nam Điền, móng biết được. 10 triệu, 10 triệu. Đấy, ông Nhạc này lên đường ok rồi. Ok, để qua bỏ qua bố hưởng hướng đi. Vui lắm nhỉ. Không ạ. Hello. Anh nhìn cái số điện thoại là thành viên đấy của anh mới xóa cái quỷ anh nhìn ra. Em nói với anh, giờ em đi làm, em nói với anh đi làm từ lâu, từ cái lúc mà đến giờ em thấy không
vực quen thuộc này quá quen rồi. Ok các bác, để sang bên này tí. Lại có cái xe, luôn là có cái xe. Đấy, đây chủ cây đây. Lạ đấy ông ạ. Mấy? Chắc là mình chơi là độc nhất vô nhị. Mấy hả ông? 3,5 triệu. Đấy. Chè vàng ươm. Chè ngà. Chè ngà đấy. Dạng cái này thật đẹp. Cái đeo đeo này hay nhỉ? Nhìn có vẻ sung túc đấy. Trông hay. Dị. Chơi độc đáo. Có, đây có mấy đấy. Đây cái cuối đây. Cuối. Đây cuối cái tre này lạ, không ai có. Là. Riêng tre ngà này rất dễ sống. Hả? Hôm qua mua rồi. Các cụ có phải khỏe. Các cụ phải khỏe. Kinh đấy, kinh điển đấy. Cái cây đấy bao nhiêu tiền mà VIP đấy đẹp không? VIP chơi như đóa hoa ấy nhỉ? Mấy năm rồi, tan điển là nó bằng nguyên bên nó có tỷ hoa giấy. Bao tiền? Đủ đơn tùy vị. Kinh nhỉ, hoa to nhỉ. Cái này là chưa là rõ luôn. Cái giấy này là bao nhiêu tiền đấy cụ nhỉ? Bao tiền em ơi? 3 triệu à? Cái này 3, cái này 3. 3,5 triệu. Đấy ở tay bao nhiêu? Dưới 2 triệu, 3,5 triệu. Đây là à, cái cùi dưới. Và dưới à? Dưới. Không, chơi này đẹp quá, bên kia lát lắm. Đây rẻ. Cái giấy này nghệ thuật. Giấy tím Huế. Hoa bé này nếu thích lịch tím hoa này, hoa nó bền được dâm của nó là ra là giấy tím hoa nó bền, giấy hồng thì nó nhanh rụng. Đây nó tự nhiên do thiên tạo hay nhỉ, cái củ tre này đấy, cứ đeo cành đeo củ này nhìn sung kiểu như sung xuê sung túc nhỉ. Đấy, nối cái này với nhau cái kiểu chúc chúc mỗi tí là đèo hết cả này lên đấy, thì cái da nâu là nó đèo luôn sống khỏe đấy. Cái này thì giống cũng khỏe rồi, chỉ cần đấy. Đấy. Đẹp quá. Cây dưới. Dưới đẹp. À cái dưới. Cái dưới này. Ok, đẹp. Đẹp lạ. À, xui. Ra. Cái xanh như trụ của giày được không? Dít đấy. Bao tiền? Hình này nhỏ như cái sổ báo ấy nhỉ? Cái đó. Thơm lắm, mùi pháo này. Ngoài ngọc nó mùi lâu đi, không từng đấy cầu thơm. Đấy, mùi thơm. Mời ai triển diện? Thơm lắm. Không nhận thơm. Bắn bảy cái du một cái lục rồi. Các thùng bán anh giỏi nhất chợ, không ai bán hơn. Nếp trên mạng rồi đấy. Bán hàng cho yêu lại. Chỉ công đi bán này thì công thợ xây trong ngày thôi. Ừ. Không có gì bắt mở đâu. Thế nó mới nhanh. Thế nó nhanh. Mấy gần đấy, ngay chỗ Bảo Sơn. Mình ăn ít thôi nhỉ, nhanh. Chứ bắn bảy cái du.
Ok. Không biết tại đâu. Tạm biệt người đẹp. Cây này dị đấy. Lạ cây đấy. Đấy, cầm này xách đi. Đuối. Xe 33 này vốn của ai? Cán bộ đi đâu đấy? Cán bộ mua gì đấy? Đang ngồi kia chờ chú mãi để cho chú đủ thời gian đi ra mà. Rồi, quá. Chờ tí. Tôi nhìn thấy xe quen quen nhưng mà chả biết của ai. Mua con Sony mà quay. Vâng. Cơ bản là không phải hành nghề lắm rồi. Ok các bác. Rồi. Ở đây kéo tiếc dụng cụ thì nhiều lắm. Các bác nhé.